Em thấy tóc này của bé là dài nhất Việt Nam đấy, có nghĩa là so với cái bé mà 9-10 tuổi thì em thấy tóc này dài nhất luôn. Con giống bố hay mẹ dòng sông sinh đấy? Con giống bố con ạ. Mẹ sinh không? Mẹ con có nhưng mà con vẫn giống bố đó. Mẹ của mình ý, cũng là một bệnh nhân. Dạ. Ừ, ngày xưa tóc của mẹ mình cũng dài như thế này. Và đến lúc mà mẹ mình đi phẫu thuật thì mẹ mình cũng bị phải cắt tóc và trụi hết cả đầu đi ấy. Thì mình nhìn thấy cái hành quản cái vấn đề đó là mình cũng am hiểu được là bệnh nhân bị mất đi mái tóc thì nó sẽ cảm thấy nó thiếu tự tin như thế nào. Dạ. Em cắt từ bé tầm này chị nhá. Không, mình cắt thoáng lên trên này nè, vì chị cũng để cho bé nó ngắn thôi. Ngắn hẳn lên trên này luôn á? Ừ. Dài lắm chị ạ. Thế này làm 2 bộ luôn chị ạ. Ừ.